sắc ghê ca mê cha ru pe ghi ri si kha ra ta te chan ta li khe vi ma ne đi pe ra te cha ga mê ta ru wa na ga ha ne ghê ha wa thum hi khét te phum ma cha yang tu đề wa cha la tha la vi sa mê yak a gan tha ba na ya tít Thần ta san ti kê yang muni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su năng tu thâm mas sa wa na ca lô a yam pha đàn ta thâm mas sa wa na ca lô a yam pha đàn ta thâm mas sa wa na ca lô a yam pha đàn ta xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa, càng thác bà, cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Trời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Itipiso Bhagava A-la-hăng, Đức Thế Tôn hiệu A-la-hăng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền thiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trong lành. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Vicchacchana Sampanno, Đức Thế Tôn hiệu Vicchacchana Sampanno, bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, tam cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt đại niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Chiếc Hồng Mai ơi, chiếc Hồng Mai. À, chiếc Hồng Mai có thể ra ngoài, ra vô lại ha, chắc bị kẹt à, mic rồi. À, alo, chiếc Hồng Mai. Rồi, quý vị chờ chút ha, khi nào chiếc Hồng Mai vào, đưa tay lên, thì chúng ta tiếp tục. Rồi quý vị chờ chút à. Vấn đề trục trặc như thế này thì thường thường xảy ra ha, bởi vì chúng ta thấy sự vô thường mà ha, đâu có bao giờ suôn sẻ theo như ý muốn của chúng ta được à. Có những cái trục trặc này làm cho cuộc sống của chúng ta có sự thay đổi. Rồi xin không mai nghe rõ chưa? À, nghe rõ thì xin cái bàn tay của chiếc Hồng Mai. Alo. Rồi, chiếc Hồng Mai đưa tay lên chứ. Rồi. Rồi, sao thú khi nào đưa tay rồi người ta mới nhường mic chứ. Rồi, xin mời ha. Dạ con xin sám hối, tại rớt mạng nên không có ấy, không có nghe được ạ. Dạ cho con đọc lại cái ân đức Phật. Iti ti so pha ra hòa A-la-hăng, Đức Thế Tôn hiệu A-la-hăng, bởi Ngài đã lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trong lành. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vichcha Chana Sampanno, Đức Thế Tôn hiệu Vichcha Chana Sampanno, bởi Ngài hoàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt đại niết bàn. Lokavidu, Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. Purisadhammasarathi, Đức Thế Tôn hiệu Purisadhammasarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha-deva-manussanam, Đức Thế Tôn hiệu Sattha-deva-manussanam, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho, Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi Ngài giác ngộ ly tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Pháp-ra-hòa-ti, Đức Thế Pháp, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nát-thi mê sa năng anh nhăn Buddho mê sa năng hóa răng ê tê na sắc cha vách chê na hồ tu mê cha gia măng gia lăng. Chẳng có chi đang cho con phải luân. Dạ. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Swakha to Phagavata, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thammo là pháp thánh có chính hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Panditthiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiên tâm, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipassiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định.
tất cha tăng về đi tất bồ huỳnh du hi ti là pháp mà các hạng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thay tự nơi tâm nát thi mê sa năng anh nhân thầm mô mê sa năng quá răng ê tê na sách cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có pháp bảo là quy bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như chân thật này suppatipanno phagavato savakasangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp uccipatipanno phagavato savakasangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp nyayapatipanno phagavato savakasangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ sammicipatipanno phagavato savakasangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ yadi đằng chất ta ripurisa yuga tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà quần tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán Atthapurisapukgala tăng nếu đêm chiếc thì có tam bậc tăng đã đắc đạo tu đà quần tăng đã đắc quả tu đà quần tăng đã đắc đạo tư đà hàm tăng đã đắc quả tư đà hàm tăng đã đắc đạo a na hàm tăng đã đắc quả a na hàm tăng đã đắc đạo a la hán tăng đã đắc quả a la hán ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật a hu này vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cung cho những người có giới hạnh ta hu này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi nhưng họ lại đem đến dâng cung cho các ngài đặc khi này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tình ly nhân quả đem đến dâng cung Anjalika Niyo các ngài đang cho chúng sanh lễ bái Anuttarang Punyakhetang Lokasati các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp Natthi me saranang anyang sangho me saranang warang Ete na sat cha wat che na ho tu me cha mang ga lang chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quy bao nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này quan đa ni chê thi văn sách bằng sách bát tha nê supatit thi tăng sa ri thi ca tha tu ma ha bồ thinh phút tha ru bằng sa ca lăng sa đa con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xa Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cúi đầu lại trước vũ đài, con xin sám hối từ ngày ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màng vô minh, gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, quang quang tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao, xét ra nhân vật khác nào, hại nhân hại mắc vào trả vay, lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra, lòng tham tính bảy lo ba, mua kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than vang,
Tà dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan trước sách làm đàn chẳng ngay. Vợ con người phải lầm tay, mất chân thất tiết phải tai tiếng đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không. Dựng lời đâm thật hai lòng, phân chia vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha rèm, sống làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báo hết trưa đến chiều. Uống rượu xâm hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng. Say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng chửi mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. Nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tính hạ bạc dạ chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, thậm thâm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc suối kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì nhân thân khẩu ý nhiều lầm sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài then, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường. Tội nhiều kể cũng không lường, vì con ngu dốt không tường thông minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là, tối tâm chẳng rõ sai hoa thở đầu, hóa nên thờ dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặt dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay, linh đinh giữa biển giật giờ bờ sông. Xét con tội nặng chặt chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện giúp cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc trí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn. Cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. Thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi bung xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bổn thân, sao giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, nhưng làm điều cũng ít nhiều kết say. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. Chúng xa giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng mài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mất ngay với cùng. Thảy điều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hồng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ sư Trí Đức cùng chư Tôn Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, kính chào các quý vị đạo hữu vừa vào đạo tràng. Kính mời quý vị cùng con tắt bạch để cùng thọ trì tâm quy và đắc quan trai giới. Ca sa ma yang phan te wisum rakhanatha yati sarane na saha athanga samanna gatang upo sa thangya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam ti ma yang phan te wisum rakhanatha tha ya pi sa ne na sa at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti yam ti ma yang phan te wi sum ra tha nat tha ya pi sa ne na sa at
thằng ga sa man na ga tăng u vô sa thằng gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính trang nghiêm xin thỉnh ngài Chí Đức từ bi quan hỷ đăng đàn truyền trao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tham Mai Nhã, Nam mô Sơn Khải Nhã. Kính lễ Chư Tôn Thiên Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào Sư Phòng Mai, Sư Mê Ta, Sư Nhật Quỳnh, Sư Kim Nhung, Sư Quyên Mộng, Sư Cảnh Kiểm, Sư Thế An Lạc và Sư Truyền. Sa thú, quý vị nghe rõ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tam quy và các quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng đăng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng khăng sa đăng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi Bụt đăng đăng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Nhì Đô ti yam bi đấm mang sẵn thằng cha hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam bi sẵn thắng sẵn thằng cha hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ ti yam bi Bụt đăng sẵn thằng cha hà mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti yam bi đấm mang sa năng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti yam bi sang tấn sa năng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm măng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dầm ti bút thằng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm ti thầm măng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm ti sằng khăng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm ti bút thằng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dầm ti thầm măng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm ti sằng khăng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng ni thi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạm tê. Dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về ra mà ni kho với ông sa ma di dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mà ni kho với ông sa ma di dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. A brahmacariya viramani sikha brahma samadhiya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự thông dâm. Musawada viramani sikha brahma samadhiya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na vera ma ni kha pa ra sa ma ya mi,
Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sĩ dễ uống rượu và các chất say vị ca lạc phu chạy nam về rầm mạnh đi sĩ khóc cho mạnh giáo mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sĩ ăn sái giờ nên cho ghi ta qua đi ta vi su ca đa sa na ma la gan ta vi lê va na tha ra na man đa na vi khu sa na tha na về ra mặt đi sẽ có bất thân sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sẽ múa hát thôi càng đường sẽ múa hát ngay đường kẹm trăng đêm thô vật thôm dù phận và đeo trạng hoa ôn chay sẽ dành năm mà hai sẽ dành năm về rồi mình đi khắp sẽ mình giảm mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý đánh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Panatipata về rồi mình đi sẽ khắp đằng sa mà đi giảm mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Apramacariya về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm danh. Musawada về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meraya machappamadathana về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vika la pho cha na về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacchagita wa dita visu kadas sanama la gan tha vi le panatha rana mang dala vi phu sanat tha na về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, rồi phấn đeo tràng hoa. Uccha sayanamaha sayana về ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang athang gassamana gatang bút thấp tình nhã tăng u bồ sa thằng y mạnh cha rắp tình y mạnh cha đi qua sằng sầm ma đề qua áp phi rắp ki tùm sa ma đi già mi. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày đời hiện nay. Ý mà ni ác tha si kha bạch đà ni ủng bồ sa thác si la hoa xê na ý mạnh cha ra tinh ý mạnh cha đi vật sẵn xa thu căng ca toa ngập ba ma đê na sa ma kỳ tạp băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và bảo quan trai giới nơi tam bảo rồi phải ra nguyện giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dị vui. À ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na sư vật tinh doan tị sì lê na phô khắc sâm bác đại. Sì lê na nê vật tinh doan tị ta sư mai. Sì lăng vị sô thát dê. Các nhân chân sân về, các thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhân. Sa thú lành thay. Uttamang ghe na hoàn đề hằng pa đa phẩm sum wa ru ta mang
Bhutte yo kalito do so bhutto kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mang cha đuôi thằng hoa rằng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô khà ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm lưới pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sẵn khanh cha đuôi thót ta măng sẵn khê vô kha li tô đô sô sẵn khô khà ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính thỉnh sư trí đức chúc phúc đến đạo tràng chúng con để còn phúc báo ngày hôm nay ạ. Dạ con kính xin thỉnh. Thi ya chanaga tha sinh tham mạnh du sinh tham mạnh du sinh tham mạnh du y đăng phá lăng e ta sinh ratanat ya sinh sâm bá sa đần na chêm ta xuân cầu mong cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy và bác quan trai giới và chúc phúc đến đạo tràng chúng con. Sau đây con xin đọc tiếp kinh hồi hướng ạ. Yên đăng nô nha tì năng hô tu su khi ta hôn tù nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô vù nhằn à sa quát khá già quá hằng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nề phù nhằn nít bà ná xá tấp chá dô hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính tri ân sư trí đức đã truyền tâm quy và ngũ bát quan trai giới đến đạo tràng của chúng con. Chúng con cũng kính tri ân chư tôn đức đã quan từ bi quan đã quan lâm vào đạo tràng. Cảm ơn các quý vị đạo hữu đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì bát quan trai giới. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giá pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chi phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phụ từ phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Phước báo này cũng xin chi phước đến tất cả những bệnh nhân FO mau chóng được bình phục. Và mong cả thế giới và Việt Nam cũng soát được dịch để không có nhiều FO cũng như không có những người bệnh nhân phải chết vì Covid. Nam mô Bụt Tha Giá. Với phước báo này xin được phát sanh trí tuệ, tu tập tinh tấn tiến đến đạo quả giải thoát. Dạ thời kinh tam bảo và thọ quy giới đã hoàn mãn. Trong quá trình đọc kinh có điều gì sơ sót, con xin sám hối trước tam bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Dạ con kính xin dâng mic đến sư trí đức để sư điều phối chương trình ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Kính lễ chư tôn, chư đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư Việt Nam tiên nữ. Sa thú sĩ cộng mai. Thời gian rất là hạn hẹp ha, nhưng mà sĩ cộng mai cũng đã kết thúc một cách rất là trọn vẹn. Sa thú sĩ cộng mai. Hôm nay ngày thứ năm, chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 73 và 74. Trong hai câu Phật ngôn này,
thì chúng ta chưa đi vào duyên sự và cũng chưa có đi sâu vào nội dung của hai câu phát ngôn này. Cho nên hôm nay là chúng ta ôn lại để rồi chúng ta hiểu về hai câu phát ngôn này như thế nào. Cũng mong rằng quý vị đóng góp ý kiến để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề. Hồi xưa Đức Phật là như vậy, nhưng mà đối với bây giờ có thích hợp hay không, có phải là sự thật giống như thời kỳ của Đức Phật hay không, đó là điều mà chúng ta phải so sánh, chúng ta phải nhận định để thấy sự thật nó nằm hồi xưa hay là nằm bây giờ, trong quá khứ hay là hiện tại. Rồi bây giờ đi vào chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Trước tiên là lễ bái tán dương ân đức Tam Bảo, và chúng ta triển khai hai câu Phật ngôn đó. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Gotamo Sampagaru Vichet Thakolo Kasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantan Narapu Chanayakan. Như Lai giấc ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ, giá ta sơ sát, thú nô lô cà, nó mình thá sâu. Quy nà rô cô sáng phần nhu bút thóc và tư phụ tư sành nhát quần đà má hành tần na ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quy như ánh vàng, như là soi sáng vẹt mạng vô minh, phá tan làm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thô thu cái tá sát xà quốc cô sát khà su ca mô quá rất thầm mắt sát khá cô niên đà bá sân xà đi hát nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cái này giác gần tâm bảo trên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Rất là nó tới giá tệ chê, nó sẽ khá mê ế tu quá, thân ăn ta xà bí à nó phà quê, nó xa hạ xà dê. Nó sẽ chặt tu, cầu xin, tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa, thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học, đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia, phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu Phật ngôn này trên cái hình thức chúng ta đọc Pali, rồi giải, chúng ta kể nghe em tai. Và khi quý vị đọc Pali xong, quý vị kể xong, chúng tôi sẽ trình bày về duyên sự. Xong cái vấn đề duyên sự, chúng ta sẽ thảo luận về hai câu Phật ngôn này. Quý vị nhất trí ha? Rồi, bây giờ xin mời Sĩ Nhật Quỳnh đưa cái phần Pali câu 73, câu 74. Chúng ta sẽ đọc phần Pali xong, rồi chúng ta đi qua kệ ha. Và khi mà chúng ta đã làm xong bộ phận, chúng ta sẽ hiểu cái duyên sự tại sao hai câu này dính liền với nhau ha. Trước tiên chúng tôi đọc trước ha. Rồi xin mời quý vị ha, làm một lần hai câu luôn nha. A san tan pha wa nan icchai ya purekha ran cha phik kusu a wa se su cha issa yang pu ya paraku le su cha. Được rồi. A san tăng phà quá năng ít chạy giáp bú rắc khà rành cháu phích phú su à hoa xê su chá ít xa dẫn phù cha phá rắc phú lê su chá. Đọc lần thứ ba.
asan tang pha quá năng ít chạy giá phú lấy thà ranh cha phí khu su a hoa xê su cha ít xa lị dạng phu cha phá lá phú lệ su cha danh không tương xứng muốn ngồi các vị kheo ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người nể kính a san tang pha wa nang i chay ya puraka ran cha phin ku su a wa se su cha in sa ri yang pura pura pu cha pura pu le su cha. Đọc lại lần nữa. A san tang pha wa nang e chay ya pu re kha ran cha phin khu su a wa se su yang in sa ri yang pu cha pa ra pu le su cha. Ơi danh cân xứng muốn ngồi trước vị kheo ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người lễ kính. Đó là câu 73 ha. Rồi câu 74 ha. Mắt mề quá các tầng mầm nhà túc ghi hề ghi hề bắc ba thị tà u khổ mắt mề hòa thi hoa xà á su kích chà kích chè su kích chì mi y tì bà lá sa sân cấp bộ ít cha ma nô cha quát thanh ti. Dài quá, đọc một hơi là muốn xỉu luôn. Thôi bây giờ coi nha, chú ý ha. Má mê quá cá tầng mình nhìn chú ghi hì ghi hì bắp bá chì tà u phô má mê quá tí quá xa á su kí chà kí chê su kí mi chi y tí bà lá sa sẵn cấp bồ ít cha ma nô cha quát tha ti. À, một lần nữa. Má mê quá cá tăng mà nhành chú ghi hì bắp bá chí tà u phụ má mê quá tí quá xà á chú ký chà ký chê chú ký mi chí ý tí bà lá sẽ khẳng cấp bồ ý chà ma nô cha quát tha ti. Rồi đó là dòng kinh. Bây giờ dòng kệ chúng ta đọc lần hai câu ha. Ma mê hoa ca tăng ma nhân tu ghi bập ba chi ta u phụ ma mê hoa tí hoa sa an su kinh cha kinh chế su kinh mi chi y tí ba la sa sang cam bồ người cha ma nô cha quan tha tìm ma mê hoa ca tăng ma nhân tu ghi bắp ghi bắp ba chi ta u phụ ma mê hoa tí hoa sa an su ki cha ki chế su kinh mi chi y tí ba la sa sang cam bồ in cha ma nô hoa cha quan tha tì. Mong cả ta hai tăng tục nghĩ rằng chính ta là trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và mạng tăng trưởng. Rồi sa đu sa đu. Quý vị quan hỷ ha, đọc lần hai câu ha, bởi vì chúng ta ôn lại cái này hôm trước quý vị đọc rất là thuần thục, rất là chuẩn. Bây giờ chỉ ôn lại, đó là chuyện nhỏ. Rồi, xin mời Sĩ Mỹ Ta, Sĩ Kim Nhung. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý chư tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ,
Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc hai câu pháp cú 73 và 74. A san tăng phà quá nặng ít chay và bú rách khà rành chá phít khu số a hoa xê số chá ít xá ri yàng bù chá bà ra cú lê số chá. A san tăng phà quá nặng ít chay và bú rách khà rành chá phít khu số a hoa xê số chá ít xá ri yàng bù chá Barakule Sucha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn gọi, muốn mọi người lễ kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A san tăng pha hoa năng ít chay ya O red karan cha phật khổ sô a wa se sô cha it sa re yang bồ cha ba cô bồ cha ba ta cô lê sô cha A san tăng pha hoa răng ít chay ya o rét kha rắn cha phật khô sô a hoa xê sô cha ít sa ri yang u cha ba ra cu lê sô cha. Dạ, con đọc tiếp câu 74. Ma mê quá cát tăng mạnh nhành tú ý hì bắc bá chí tà ủ phồ. Ma mê quá tí quá xà áp xô kích chà kích đề xô kích. Mí chí ý tí bà lát xá sẵn cấp bồ ích chà mà nô cháu quách thát tí. Má mề quá cá tăng mình nhành tú ghi hì bạc bá chí tà ú phồ. Má mề quá tiết quá xà áp xú kích chà kích chề xú kích mi chí ý tí bà lát xá sẵn cấp bồ ít chà mà nô cháu quách tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma mê hoa ca tăng manh nhanh tô ghi hi bắp ba chi ta u phô. Ma mê hoa tí hoa xa áp sô kịch cha kịch chế sô kịch mi chi y tí ba lát xa sang cấp bồ ít cha ma nô cha quát tha tì. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con xin kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài hai câu pháp cú, kinh pháp cú số 73 và 74 ạ. Quý vị nghe rõ liên tục ha. Con xin trả bài câu pháp cú số 73 trước. A san tăng pha quá năng ít chay giá cú rách khà rằng chá bích khu su a sa xê su chá ít sa li dần phù chà phá rắc khu lê su chá. A san tăng pha quá năng ít chay giá cú rách khà rằng chá bích khu su a hoa xê su chá ít sa li dần phù chà phá rắc khu lê su chá.
Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo. Ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Con xin ca kệ câu Pháp Cú Kinh 73. À san tăng phá hoa năng ích chay ya phù rê kha rắn cha bích khu sô à qua xe số cha ít xa ví dăng à phá ra khu lê su cha. Còn đọc kinh Pháp Cú câu số 74. Ma mê quát khá tâm mạnh nhằn tu ghi hì bắp ta chi tà ú phô ma mê hòa tiết quát xa ách tu kích già kích về tu kích mi ti ít ti bà lát sa thằng khắp bồ ít già mà nồ cháu quắp tha ti ma mề quá khắp tầng mành nhằn tu ghi hì bắp ba chi tà ú phồ ma mề hòa ti quá xa ác tu kích già kích về tu kích mi ti ít ti bà lát sa thằng khắp bồ ít già mà nồ cháu quắp tha ti ma mê quá khá tầm mạnh nhằn tu ghi hì bắp ba chi tà u phô ma mê hòa ti quá xa ách tu kích chà kích chề tu kích ni chi y ti bà lá sắc thằng khắp bồ ít chà mà nồ cháu quắc tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú số 74 và 73. Bây giờ con ca kệ. Nà mê hoa khá tăng manh nhắn tù, dì hi pháp ba chi ta u phô. Ma mê hoa tì hoa xa ác xù, kịch cha kịch chê su kịch ni chi. Y tì ba là xa sanh khắp bồ, ịch cha ma nô cha quập tha tì. Mà mê hoa khá tăng manh nhắn tù, dì hi bắp ba chi ta u phô. Mà mê hoa tì hoa xa ác xô, kịch cha kịch chê, su kịch ni chi. Y tì ba lát xa sanh khát bồ, ít cha ma nô cha quập tha tì. Dạ con xong rồi đó. Con có sai gì xin sửa. Quý vị đạo tràng có thấy tôi đọc có bị sai gì không? Wow, coi phe ta cho vỗ tay vỗ chân uống nước rồi bông qua tùm lum tùm la hết, cũng phe ta cũng có ba người đó thôi. Cảm ơn quý vị nha. Dạ con xin nhường máy lại cho người khác, hình như cô Hồng Thị Kim Dung đó. Cảm dạ alo alo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ em cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 73. Asan tằng phà hoa nằng ích chầy gia bu rết khả rành cha phích khu su à hòa sẻ su cha is sa rình bù cà ba ra khu lệ su cha a sẵn tặng phà hoa nặng ích chảy gia bu rách khả rành cha phích khu su à hòa sẻ su cha is sa ri dặn bù cha ra khu su cha a san tang pha wa nang ing chay ya bu rai kha rang cha phik khu su a wa se su cha in sa ri yang bu cha pa ra khu le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo. Ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, câu 74 ạ. Ma mê quá ca tăng mạnh nhằn tu ghi hì bắp ba chi tà u phổ ma mê quả ti quá xà a su ki a ki chê su ki mi chi y ti bà la sa sẵn cấp bổ ích chà mà nô cha quá tha ti.
ma mê quá ca tằng mạnh nhằn tu hi hi bắp pa chi ta u phổ ma mê quả ti quá xà a su kích trà kích chề su kích mi chi y ti bà la sa sằng cáp bồ ích trà mà nồ cha quá tha ti. Dạ con xin kể ạ. Ma mê wa ka tang manh nhan tu ghi pa pa chi ta u pho ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi iti pa la sa sang ka po icha no cha wa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải tha. Người ngu nghĩ vậy, dục và mạn tăng trưởng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc kệ ạ. A san tăng pha wa nang ích chay ya purak kha rang cha thích khu su a wa se su cha is sa ri yang pu cha pa ra ku le su cha. A san tăng pha wa nang ích chay ya purak kha rang cha thích khu su a wa se su cha isari yang pu cha para ku le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ kính. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. A san tăng pha wa nang ip chay ya Bureka lang cha phê khu su Awa se su cha isa ri yang Bu cha pa la ku le su cha A san tang pha wa nang ip chay ya Bureka lang cha phê khu su Awa se su cha isa ri yang Bu cha pa la ku le su cha. Nập câu pháp cú 74. Ma mê quá ca tăng mạnh nhàn tú ghi hì bắp ta chi tà u phô ma mê quá ti quá xà ác su kích trà kích chê su kích ni chi y ti bà lát sa sẵn cắp bồ ích trà mà nô cha quá tha ti. Ma mê quá ca tăng mạnh nhàn tú ghi hì bắp ta chi tà u phô ma mê quá ti quá xà ác su kích trà kích chê su kích mi chi y pi bà la sa sẵn cắp bồ ích chà mà nô cha quát tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ. Ma mê wa ka tăng mạnh nhàn tu ghi pa pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi i ti ba la sa sang ka po i cha ma no cha wa tha ti. Ma mê wa ka tăng mạnh nhàn tu ghi pa pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mi chi i ti ba la sa sang ka po i cha ma no cha wa tha ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có gì sai nhờ Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Diệp Quỳnh đã post bài. Xin xuống mic, xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và kệ câu pháp cú số 73. A san tăng pha quá năng ích chê giá bú rách khá rành chá phích khu su à. Hoa xê su cha ít xa ri yang phù cha para cú lê su cha.
A sanh tăng pha hoa năng ích chay ya pu re kha ranh chạc thịnh khu su. A wa se su cha ích sari yang pu cha pa ra ku le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc và kệ câu pháp cú số 74. Mát mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ký hi pháp bá chí tạ ú phô. Mát mê quá tí quá xa át su kích cha tích chê su kích mi chi y tí bà. Lát xa sành cắp bộ ích cha ma nô cha quát phát tí. Ma mê quá ca tăng mạnh nhanh tu ký hi pháp phá chitta au pho ma me wa ti wa sa asu kik cha kik che su kin mi chi i ti ba la sa sang ka po ek cha ma no cha wat tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chúng ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạn tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin tu sửa với con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Trí Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Sư Thiên Vũ, cảm ơn Sư Kim Nhung đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài học hôm nay. À, câu 73 và 74. Asan tăng pha wa nang ích chê ya bu rê kha ran cha phích khu su a wa se su cha ích sa ri yang bu cha ba ra ku lê su cha. Asan tăng pha wa nang ích chê ya bu rê kha ran cha phích khu su a wa se su cha is sa ri yang bu cha ba ra ku le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. A sang tan pha wa nang ích chay ya bu rang kha rang cha phiền khu su a wa se su cha in sa ri yang bu cha ba ra khu le su cha. A san tăng pha hòa năng ích chế ya bu rang kha rang cha phiền bu su a wa se su cha in sa ri yang bu cha ba ra khu le su cha. Dạ, con xin đọc tiếp câu số 74. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh đã post bài học hôm nay. Ma mê qua ca tăng mạnh nhanh tu ghi bắp ba chi ta u thô. Ma mê qua ti qua xa a su kích cha kích chê su kích mi chi y ti ba la sa sang cấp bồ. Ích cha ma no cha quắc tha ti. Ma mê wa ca tăng mạnh nhằng tu ghi bắp ba chi ta u thô. Ma mê wa ti wa sa a su kích cha kích
Jesukis miti iti bala sangkapo icha mano jawakati. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 74. Mà mê quá ca tăng mình nhận thu ghi bắp ba chỉ tả u thô. Mà mê quá ti quá xa an su kinh cha kinh chế su kiết nhi chi. Iti ba lan sa sang cấp bố in cha mano cha quang tha ti mà mê hoa ca tăng măng nhân tu ghi bấp ba chỉ ta u thô. Mà mê hoa ti hoa xa an su kinh cha kinh chế su kiết mi chi. Y tí ba lan sa sang cấp bố y cha ma no cha quang tha ti. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Không có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lên con. Dạ mô bích tha giá. Bây giờ mời ta lên từ mời bàn tay của quý vị trên đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Thiện Vũ Hồng Mai và Sách Kim Nhân cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, còn quý vị nào chưa ông bài xin mời bàn tay. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được ông bài trước. Con xin được đọc và kệ câu 73. Con sao à? Thôi giờ con đưa tay đi con. Con đưa tay đi sao trước gì? Đưa tay đi. Hello. Đưa tay đi Nhật Bình nhường mít. Giang Nhật Hà ơi, cầm mít liền bây giờ được không? Sao cô à? Đợi thôi, tùy ha. Không ép, ai nợ ép cầm mít đâu ha. Dạ, con xin ôm câu 73. Asan tăng hộ Asan tăng pha quá nặng ịch chạy giá bú rê khà rành chá bích cú sư à hoa xê sư chá ích thá ri dăng bụi cha ba rắc cú lê sư chá. Asan tăng pha quá nặng ịch chạy giáp bu rét kha ran cha biết cú su a wa se su a su cha ít sa ri yang bu cha ba ra cu lê su cha. Ưa danh không thương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người lễ kính. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. A san tăng pha wa nặng ít chạy ya bồ đề ca ran cha vịt khu su à quả xê su cha ít sa ri văn bồ cha ba ra cù lệ su cha à san tăng pha quả nặng ít chạy ya bồ đề ca ran cha vịt khu su à quả
sê su cha ích sa ri văn bồ cha ba ra cù lê su cha. Mến chào Thi Na về vào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài câu số 74. Ma mê quá ca tăng mạnh nhằn tu ghi hề bạc ma chi ta ưu phô ma mê quá ti quá xa a su kiệt cha kiệt chê su kiệt mi chi y ti ba la sa san ca bơ y cha ma nơ cha quá tha ti. Ma mê quá ca tăng mạnh nhằn. Dạ con xin đọc lại. Ma mê quá ca tăng mạnh nhằn tu ghi hề mát ba chi ta u phô ma mê wa ti wa sa at su kit cha kit che su kit mi chi i ti ba la sa san ka bo e cha ma no cha wa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và mạng tăng trưởng. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà mê quá ca tăng, mà mê quá ca tăng mạnh nhanh tu hi hi bát ba chỉ ta ưu phô. Mà mê quá ti quá xa a à su kê cha kê chê su kịt mi chi ti ti ba la sa san cap bo e cha ma no cha wat ha ti. Ma me wa ka tang man man tu ghi hi bat ba chi ta u bo. Ma me wa ti và xa su kê cha kê chê su kinh mi di ê tê ba lát xa sẵn cặp bơ kê cha ma nâu cha quạt tha ti. Dạ con đã đọc và kể xong bài 74. Dạ con có đọc sai con cũng thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Dạ kính lễ cô tu nữ phúc hạnh vừa giao đạo tràng. Dạ sa thú bằng tay vinh đoan nhật hạ mời ăn nhà ngạ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào đoàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc hai câu pháp cú ngày hôm nay 73-74 ạ. Asan tang fa wanang itche yapurekha ranchafik khusu awase sucha itsari yang bucha barakule sucha. Asan tang fa wanang itche yapurekha ranchafik khusu awase sucha itsari yang bucha barakule sucha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo. Ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A san tăng pha hoa nắng ít chay ya bù rèn kha rắn cha phịt khu su a hoa xê su cha ít sa ri yăng bù cha ba ra cú lê su cha. A san tăng pha hoa nắng ít chay ya bù rê kha rắn cha phịt khu su a hoa xê su cha ít sa ri yăng bù cha ba ra cú lê su cha. Dạ con xin đọc tiếp câu số 74 ạ. Ma mê quá ca tăng mạnh nhận tu ghi hì bắp bá chi tà ú phô ma mê quá ti quá xà át su kít chà kít
chê su kiết mi chi ít ti bà la sa sang cấp bồ ít cha ma nô cha vát tha ti ma mê vát ca tăng man nhận tu ghi hi bắp pa chi ta u phô ma mê vá ti vá sa át su kiết cha kiết chê su kiết mi chi ít ti bà la sa sang cấp bồ ít cha ma nô cha vát tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ vậy, dục và mạng tăng trưởng, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma mê hoa ca tăng mạnh nhanh tu ghi hi bắp ba chi ta u phô mà mê hoa ti hoa sa su kiến cha kiến chế su kiến mi chi ít ti ba la sa sang cấp bố in cha mano cha văn tha ti mà mê hoa ca tăng mạnh nhân tu ghi bắp ba chi ta u phô mà mê hoa ti hoa sa su kiến cha kiến chế su kiến mi chi ít ti ba la sa sang cấp bố in cha mano cha hoa tha ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin đảnh lễ sư Tuệ Đức ạ. Dạ con xin mời Sistina. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Trái Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 74. Ma me wa ka tang man nhan tu yi hi pap pa chi ta u phu ma me wa ti wa sa an su kin cha ki che su kin mi chi i ti pa lan sa sang ka po in cha ma no cha wan tha ti ma me wa ka tang man nhan tu ki hi pap pa chi ta u phu ma me wa ti wa sa asu kin cha kin che su kin mi chi ti pa lan sa sang ka po in cha ma no cha wan tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma mê wa tăng man nhan tu ghi bắp ba chi ta u phô ma mê wa ti wa sa an su kin cha kin che su kin mi chi i ta pa lan sa sang kham pu i cha ma no cha wan tha ti ma mê wa ka tăng man nhan tu ki pam pa chi ta u po ma me wa ti wa san su kin cha kin che su kin min chi i ti pa lan sa sang kam po i cha ma nu cha wan tha ti. Dạ thưa con đã đọc xong kệ xong và con có sai xin ngài sửa dùm cho con kính tri ân ngài và đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc luôn câu số 73. Dạ. Asan tăng và quá năng ít chạy giá Phu rết khá răng chá phím khu su a sa xê su chá in sa li yăng Phu chá phá ra khu sức lê su chá. Con Asan tăng và quá năng ít chạy giá Phu rết kha ram cha phim khu su a wa se su cha isa li yang hu cha pa ra khu
quá năng ít chạy giá phú rách khà lành cha phít phú su a hòa xê su cha ít xa ri yang phú cha phá ra khu lê su cha ư danh không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo ưu quyền tại tịnh xá muốn mọi người lạy kính của hòa thượng Thích Minh Châu. Asan tăng pha hòa năng in che gió phu lên kha lan cha phim phu su a hòa se su cha in sa ri yam phu cha pa ra cu le su cha Asan tăng pha hòa năng in che gió phu lên kha lan cha phim phu su A wa se su cha in sa li yang pu cha pa ra ku le su cha. Dạ, con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, phúc hạnh, cảm ơn đạo tràng đã trao biết tín hiệu. Cảm ơn cô Nhục Quỳnh đã post bài. Xin phúc hạnh xin đọc bài câu Pháp Cú số 73. Asam tăng pha quá năng ít chạy giáp bú rắc khà ràn chá phí khu su à và xê su chá ít xá ri sẵn bù chà bá rắc cú lê su chá. Asam tăng pha quá năng ít chạy giáp bú rắc khà ràn chá phí khu su à và xê su chá Isari sang bù cha bara cu lê su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như câu số 74 á. À, kệ xong rồi đọc số 74. Dạ con kệ xong đọc 74 á. Asam tăng pha ha và nan y chay ya bura karan cha phi khu su a va che su cha isari sang ba cha bara ku le su cha. Dạ, sau đây là câu số 74. Ma về vác ca tăng màn nhàn tu ghi hì bác bác chi tà u phù. Ma mê và tí vá xà át su ký chà ký xè su ký mi chi y tí bà la xa sẵn cáp bồ y chà mà nồ chá vát thá tí. Ma mê vác ca tăng màn nhàn màn Ma mê vá ca tăng màn nàn tu ghi hì bác bác chi tà u phô. Ma mê vá tí vá xà á su kít chà kít xê su kít mi chi ít tí bà. Lá xa sẵn cáp bồ ít chà mà nồ chá vát thá tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà mê vá ca tạp tăng man nhu tù ghi hi ba ba chi ta u phô. Mà mê vá tí vá sa a su ki cha ki chê Sô kít mi chì Y tì ba lán sa sang ca bô Y cha ma nô cha va tha tì. Dạ con đã đọc và kể xong. Con xin xuống mít cá xa chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng
chỉnh sửa. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha Gia, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiền vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài xin mời bằng tay. Nhật Bình nhớ hình như Hạnh Kiểm chưa ôn bài, phải không Hạnh Kiểm? Alo, xin Hạnh Kiểm ơi. Xích Hà nữa. Hà bây giờ có cầm mic được không? Đang lái xe vậy, Chích Hà. Alo, Chích Hạnh Kiểm có cầm mic được không? Hay là bán cà phê? Một vị thì lái xe, một vị bán cà phê. Dạ con không biết Đại Đức có chút máy không ạ? Chờ 3 phút hả? Chờ 3 phút tới chỗ nào đó tắt vô ôn bài hả? Hả Chích Hà? Chờ 3 phút. Ai cầm mic cho Xích Hà 3 phút để Xích Hà ôn bài đây. Alo. Alo, ai có... À, về tới nhà mà ông mới cầm mic được hả? Ông 3 phút nữa mới về tới nhà. Dạ, Xích Thanh Kiểm có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh biết mẫu tín hiệu. Ai đang pha cà phê. Bởi vì ai cũng tranh thủ. Nói chung là rất là xa thú, vị nào cũng tranh thủ hết để vào đạo tràng. Và kính chào Nguyên Phước Sang và vào đạo tràng. Nên nhờ vậy đạo tràng mới đông đúc được, chứ không mà ai cũng ngồi tới nhà rồi ngồi yên ắng để vào đạo tràng thì chắc không đến được bao nhiêu người trong tâm rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, con kính bạch Ngài Trí Đức. Vậy là Sư Tệ Đức không có trước máy luôn rồi. Xích Hà thì chưa về tới nhà, còn Xích Thanh Kiểm thì đang pha cà phê. Dạ, bây giờ con dân quýt đến Ngài ạ. Dạ, con cũng thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng, con kính dân quýt đến Ngài, bạch Ngài. Dạ, chứ con cầm mít 3 phút nữa là con bị ăn cháo lương ạ. Dạ, một lần nữa con cũng thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính dân quýt đến Ngài. Alo, 1 2 3 2 3, quý vị nghe rõ? Ngài Sa Thú Xích Thiện Vũ. Bây giờ quý vị đã hoàn thành tốt đẹp dòng kinh tiếng kệ câu Phật ngôn 73 và 74. Câu 75 là kết thúc tác phẩm này ha. Bây giờ chúng ta làm việc trong hai câu Phật ngôn này. Bây giờ chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn này nói gì. Quý vị nghe âm thanh vừa hay là quá nhỏ quá, có gì cho biết nha. Khi sinh hoạt trong cái room này âm thanh rất là quan trọng. Vừa ha. Rồi bây giờ quý vị hãy lắng nghe ý nghĩa duyên sự. Câu Phật ngôn 73-74 được Đức Phật thuyết ra tại chùa Kỳ Viên. Kỳ Viên Chê Tawana. Và đề cập đến một cái vị trụ trì tên là Sư Thâm Ma. Alo, vị trụ trì Sư Thâm Ma viết hình như thế nào đây? Quý vị phải biết cái tên của vị này thì sau này á, khi mà nói chuyện dẫn chứng thì Su Thâm Ma, đúng rồi Su Thâm Ma, Su là thiện ha, Thâm Ma là pháp. Su Thâm Ma là thiện pháp ha. Nhưng mà chúng ta hãy
để nguyên cái từ Bali, đừng có dịch dịch như thế này dịch thế kia rồi mỗi người bổ ý thành đã mất dịch luôn. Su thầm mà. Và cái vị trụ trì này có một cái sự liên quan đến một người cư sĩ, có một sự liên quan đối với người cư sĩ. Thì trong quá trình mà ở trong cái thành Machika Nanda, Machika Sanda, có một vị cư sĩ tên là Chitta, tên Chitta. Cái vị cư sĩ này khi trông thấy ngài Mahanama, Mahanama vị thánh tăng, Mahanama, quý vị còn nhớ cái vị thánh tăng này trong cái nhóm của năm anh em Kiều Trần Như không? Năm anh em Kiều Trần Như. Thì quý vị biết rằng trong đó có một người tên là Mahanama. Và trong cái nhóm năm anh em Kiều Trần Như Côn Đanh Nhá này, tức là cái nhóm mà được Đức Phật thuyết pháp đầu tiên cái bài kinh chuyển Pháp Luân Thâm Ma Chắc Cá, năm anh em Kiều Trần Như, thì trong đó một cái vị mà nổi bật nhất là quý vị biết đó là vị nào? Khi mà đụng chuyện thì có một cái dây mơ rễ má, để rồi chúng ta thấy năm anh em Kiều Trần Như Côn Đanh Nhá, thì vị này Mahanama là một trong năm anh em Kiều Trần Như. Được vị cư sĩ này, được vị cư sĩ này coi như thấy nên hạnh, thấy cái tư cách, thấy cái thần thái của cái vị Mahanama khi đang đi khất thực và tướng mạo trang nghiêm, thì phát sanh cái niềm tin ra rước bác và thỉnh ngài vào nhà để cúng dường thực phẩm. Đúng rồi, Asaji cũng là một cái vị nổi bật trong năm vị này. Bởi vì sao? Vì đã tế độ cho ngài Sariputta từ một người cư sĩ du sĩ ngoại đạo trở thành một cái vị thánh nhân. Chính xác, ngài Asaji một trong năm vị của nhóm ngài Kiều Trần Như Côn Đanh Nhá. Và ở đây thì ngài Mahanama cũng đang đi trì bình khất thực, và vị thiện nam Chitta này thấy rất là hoan hỷ trong cái sự trang nghiêm thanh tịnh, thì phát sinh cái niềm tin rước bát thỉnh ngài vào nhà để cúng dường thực phẩm. Sau khi ngài Mahanama khỏi được xong và thuyết giảng về giáo pháp đến cái vị cư sĩ Chitta này, và vị cư sĩ Chitta này tiếp thu giáo pháp và hoan hỷ với sự tịnh tín, ông ta đã hưởng được hương vị của giáo pháp trong cái quả vị Tu Đà Huệ, tức là cái quả vị nhập lưu đầu tiên. Rồi với cái niềm tin đó, vị cư sĩ Chitta này kiến tạo một cái ngôi vườn của mình trở thành ra một cái ngôi chùa, một cái cảnh già lam tên là Ambanakawana. Và khi kiến tạo thành ra một ngôi già lam, một ngôi chùa, một cái nơi mà thanh vắng như vậy, thì ông quá nghĩ quá, thỉnh chư tăng làm lễ và dâng luôn cả cái ngôi già lam đó đến với ngài Mahanama bằng cách rằng cái hình thức hồi xưa đó, khi mà dâng một cái ngôi già lam, một cái
vườn một cái tịnh thất, thì cái nghi thức là rưới nước lên tay của chư tăng, mà chính ngài Mahānāma tức là cái vị cận sự nam này dâng cái ngôi vườn, dâng cái mảnh đất để trở thành ra một cái ngôi tam bảo. Thì khi mà rưới nước trên tay của ngài Mahānāma thì vị cận cư sĩ này mới phát nguyện rằng: ngay trong sát na này, xin cho Phật pháp được thành tựu tại mảnh đất này. Và với một cái nguyện lực rất là mạnh, khi số nước vừa hết ở trên tay của ngài Mahānāma thì cái quả địa cầu này nó rung động. Quý vị thấy tuyệt vời không? Phước mình làm mà làm cho cái quả đất rung động. Rồi cái vị đại thí chủ tức là cư sĩ Chí Tá này sửa sang cái ngôi đạo tràng, và lúc nào cũng mở rộng cửa ngõ để đón tiếp khách tăng tứ phương. Trong số chư tăng đó thì cung thỉnh ngài Su Thâm Má làm trụ trì cho cái ngôi già lam này. Rồi khi hai tiên hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Thế Tôn đi đến, cư sĩ Chí Tá hoan hỷ đi một quãng đường xa nửa do tuần để nghinh tiếp. Mà quý vị biết nửa do tuần tức là 8 cây số ha. Rồi đưa hai ngài này về về cái ngôi chùa của mình, lo phục vụ cho hai vị khách tăng tẩy trần và dâng nước giải lao xong, ông ngỏ lời xin với Đức Pháp Chủ Sariputta: bạch ngài, con ước ao được nghe thuyết pháp đã lâu, xin ngài từ bi hoan hỷ ban bố cho con một vài lời. Và khi đó thì ngài Sariputta mới đáp rằng: này ông Thiện Nam, chư tăng chúng tôi còn mệt mỏi vì đi đường xa, nên chỉ thuyết một chút ít thôi, vắn tắt ông quan hỷ ha. Trong khi vị pháp thuyết pháp thì cư sĩ Chí Tá chú ý lắng nghe và tiếp tục chứng đắc thánh quả A Na Hàm, tức là lên thêm 2 bậc nữa, tức là chứng đắc tam quả, từ Tu Đà Hoàn bỏ Tư Đà Hàm lên thẳng A Na Hàm, cũng là trong thánh hữu học nhưng mà lên cái mức độ cao nhất. Khi mà dứt thời pháp thì ông đảnh lễ hai ngài thượng thủ tinh văn. Vậy thì hai ngài thượng thủ tinh văn đó tên gì, ai còn nhớ? Chúng ta vừa học ha, vừa theo dõi ha, vừa trắc nghiệm lại. Chúng ta hiểu hai vị thượng thủ tinh văn đó là ngày nào, ngày nào. Quý vị nghe mà không có ý kiến hả? Ngài Sariputta và ngài Moggallana. Chính xác. Một vị thì đại diện cho trí tuệ, một vị đại diện cho thần thông. Một vị cánh tay mặt là ngài Sariputta, cánh tay trái là ngài Moggallana. Rồi quan hỷ quá khi mà chứng đắc cái quả vị coi như tam quả, tức là A Na Hàm, thì cư sĩ Chí Tá này mới thỉnh hai ngài: kính bạch quý ngài, chúng con xin cung thỉnh hai ngài cùng với 1000 vị tỳ khưu đến nhà thọ thực vào ngày mai. Tức là khi nghe pháp xong thì ông quan hỷ và cung thỉnh hai ngài đến nhà của mình để thọ thực cùng với 1000 vị tỳ khưu. Thỉnh những vị khách tăng trước, rồi sau đó cư sĩ Chí Tá mới đến thỉnh vị trụ trì là ngài Thầm Mã. Bạch ngài, con cũng xin cung thỉnh ngài ngày mai
đi chung với hai ngài thượng trụ thanh văn này, cho rằng mình bị mất mặt, bị khi dễ vì đã thỉnh sau các vị khách tăng. Cái vị trụ trì này nổi giận từ khước ngay, mặc dù thí chủ ban này khẩn khoản thì vị trụ trì này cũng không có đổi ý. Thay vậy, Thiện Nam Trích Tá đành ra về với một cái lời từ giả: bạch ngài, xin ngài thông cảm cho con. Nhưng mà ngày hôm sau, cư sĩ ông Trích Tá ở nhà lo sắp đặt cuộc lễ trai tăng rất là long trọng, thì tờ mờ sáng vị trụ trì số thăm má ở chùa cũng ngồi đứng không yên, nghĩ thầm rằng sáng mai ta đến nhà của các ông này để có ông ta cúng dường hai vị thượng trụ tinh văn những lễ phẩm như thế nào cho biết. Khi trời vừa sáng tỏ thì đại đức trụ trì sưu thầm đắp y mang bát đi đến nhà cư sĩ Trích Tá, nhưng mà không biết chịu ngồi. Mặc dù gia chủ có lời thỉnh cầu thì ông ta nói rằng ta không có ngồi đâu, ta sẽ đi trì bình khất thực nơi khác. Rồi ông đưa mắt nhìn xem những cái lễ phẩm cúng dường đến hai ngày thượng trụ tinh văn, và cố ý muốn xúc chạm đến cái dòng dõi của gia chủ, cho nên mới nói rằng: này gia chủ, những lễ vật tường của ông trọng thể quá, nhưng mà hiềm vì thiếu một món. Bạch ngài, con thiếu món gì? Bánh mè. Này gia chủ, nghe cái từ bánh mè là một sự châm trích khiếm nhã. Cư sĩ Trích Tá mới nói một cái câu chuyện ngụ ngôn để cho vị trụ trì này biết đó là con quạ và con gà mái, cố ý khuyên vị trụ trì hãy thốt ra những lời đạo đức như là Phật ngôn chẳng hạn, chứ đừng dùng những cái tiếng lóng như là cái tiếng bánh mè. Đại đức trụ trì sư thầm bất mãn, còn nóng nảy thêm vì đổ lỗi cho ông cư sĩ dám so sánh mình với một con quạ. Này gia chủ, ta sẽ đi khỏi cái đất chùa của ông, đi ngay bây giờ nè. Mặc dù cư sĩ Trích Tá hết sức là phân trần là mình không dám nói những cái lời phạm thượng về yêu cầu đại đức sưu thầm đến ba lượt, nhưng mà cái vị trụ trì này cũng bỏ chùa đi về Sa Quách Thi đại lễ Đức Phật và tường trình cuộc đấu khẩu giữa mình và cư sĩ Trích Tá. Đức Phật phán rằng: cận sĩ nam của ông là một người có đức tin trong sạch, mà ông là thô lỗ cọc cằn miệt thị người ta. Đức Phật triệu tập Tri Tăng dạy tụng tuyên ngôn khuyến cáo nhắc nhở cho đại đức sưu thầm á. Rồi sau khi đại đức thấy cái lỗi của mình đã sám hối giữa Tri Tăng, rồi còn phải vâng lời Đức Phật đi về chùa để chịu lỗi với cư sĩ Tri Tăng nữa. Nhưng mà về chỗ cũ gặp bà mặt Thiện Nam Trích Tá thì vị trụ trì nói: thầy gia chủ, ta đã biết, người hãy miễn lỗi cho ta nha. Nhưng mà gia chủ Trích Tá từ chối không chịu tha thứ, nó rằng con không thể tha thứ được. Vị trụ trì ngỡ ngàng quá không mở miệng được, vì nhớ lại chuyện mình đã cương quyết bác bỏ lời thỉnh cầu của ông ta. Vị trụ trì ngồi làm thinh và trở về thành Sa Quách Thi một lần nữa. Cũng biết là một vị tỳ khưu cũng cao ngã mạn, nhất định không chịu lỗi với ông Thiện Nam. Ta là đi suốt quãng đường xa 30 giờ tuần trở về mà chẳng được cái chuyện gì. Đức Phật cứ để cho ông ta đi mà không có chỉ dạy cách thức xin
xin lỗi làm sao cả. Khi mà Đại Đức Sưu Tâm về đến chùa Kỳ Viên Chê Tà Quận, Đức Phật phái một vị tỳ kheo khác cùng đi với Đại Đức để phụ giúp cho ông ta tự thắng được cái tánh ngã mạn. Ông phải đi chung với cái vị tỳ kheo này đi xin lỗi ông thiền nam kia. Đức Phật còn nhấn mạnh thêm rằng hễ là một sa môn thì không nên nghĩ quấy như vậy. Chùa của ta, đạo tràng của ta, thiện nam của ta, tí nữ của ta, hoặc là lộ những vẻ kiêu căng tật độ. Vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật độ và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm lên. Và Đại Đức Sưu Tâm đã nghe lời Đức Phật ban huấn từ anh lễ ngài, rồi chỗ ngồi đứng lên đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi cùng vị tỳ khưu bạn lên đường đi đến chùa cũ. Khi mà thấy ông thiền nam chúng ta thì Đại Đức Sưu Tâm đã lên tiếng chịu lỗi và xin ông miễn thứ. Cư sĩ Thích Tá đáp rằng: Bạch ngài, con xin miễn lỗi cho ngài. Nếu con có lỗi gì, xin ngài hãy tha thứ cho con. Và sau khi sám hối xin lỗi với ông thiền nam Thích Tá xong, thì Đại Đức Sưu Tâm lấy cái lời huấn từ của bậc đạo sư làm đề tài suy niệm, và ngay sau đó ông đã giác ngộ chứng đắc thánh quả A La Hán cùng với tuệ phân tích. Còn Cận Sĩ Nam Chí Tá thì nghĩ rằng từ lúc mà đắc quả tu đạo huần cho đến nay thì ta chưa có gặp Đức Bổn Sư, và kế đến là chứng đắc thánh quả A La Hán, ta cũng chưa gặp được Đức Phật, vậy thì ta phải đến ý kiến ngài mới được. Thế rồi Cận Sĩ Nam Chí Tá chuẩn bị lễ phẩm cúng dường như là gạo mè đường sữa vân vân, chất đầy 500 cỗ xe bò. Ông thỉnh Chư Tăng vị nào muốn đến ý kiến Đức Thế Tôn thì đi chung một đoàn, phải có lo đến cái vấn đề vật thực. Ông thỉnh Chư Tăng đi và luôn cả Cận Sĩ Nam, Cận Sĩ Nữ nữa. Thành ra tất cả 500 tỳ kheo, 500 tỳ kheo ni, 500 thiện nam và 500 tỳ nữ nữa cùng một đoàn đi đến với cư sĩ Thích Tá. Riêng của ông thì 3.000 tùy tùng với một số lượng đoàn lữ hành cùng với con đường dài là 30 gia tuần, đông đảo như thế. Mà ông lo lắng sắp đặt mọi việc rất là chu đáo, không để cho ai phải thiếu cơm, thiếu vật thực gì hết. Khi hai đoàn hành hương đã lên đường thì chư thiên lập trại cách khoảng mỗi gia tuần nữa để khoản đãi đại chúng bằng những cái vật thực như là cơm, cháo, bánh, nước của chư thiên. Và do đó không có ai thiếu thốn một muốn gì hết. Được chư thiên đưa đón như vậy, đoàn hành hương đi mỗi ngày một do tuần, đúng một tháng họ mới đến Thà Sa Quá Thi. Và cái số vật thực đem theo thì còn nguyên trên 500 cỗ xe bò. Chư thiên và nhân loại dốc lòng đem cho tàn phẩm. Và hôm đó thì Đức Bổn Sư bảo ngài Ananda: Này Ananda, chiều nay khi mà Bổn Sư Tà gia chủ Chư Tá dẫn 500 thiện nam đi đến đảnh lễ Như Lai, bên ngài trong lúc đó, trong lúc mà đảnh lễ ngài thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra hay không? Này Ananda, sẽ có. Bên ngài: Việc gì vậy? Trong lúc mà đảnh lễ Như Lai thì khắp một vùng vương thổ rộng lớn độ 8 sào
sẽ có chư thiên là mưa hoa dày đặc rơi xuống, mà bề cao thiển ngập lên tới đầu gối. Kim ngôn này được dân chúng trong thành phố nghe, họ tuyên truyền với nhau. Và nghe nói có một gia chủ tên là Kitta, là một đại phước, sẽ đến đây hôm nay lệnh lễ Đức Bổn Sư. Và nghe nói sẽ có một hiện tượng huyền diệu như thế này. Chúng ta cũng nên đi đến đó để xem cho biết cái nhà đại phúc. Và thiên hạ mang theo quà biếu và đứng chờ hai bên đường. Khi mà đến gần chùa Chetavana, 500 vị tỳ khưu vào trước. Gia chuẩn thích ta dẫn đoàn tín nữ: quý bà hãy ráng ngồi chờ đây nha. Rồi tự mình dẫn cả đoàn 500 thiền nam đi đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự. Và theo lệ thường, ngay trước mặt Đức Thế Tôn không có ai dám đứng hoặc là ngồi hay là cái gì khác, mà luôn luôn người ta chừa trống một con đường trước mặt Đức Thế Tôn và chỉ đứng thành hàng ở hai bên mà thôi. Thế chỗ trống rộng rãi, và chuẩn chúng ta đi ngay vào đó. Những thánh tinh văn mà đắc từ tam quả trở xuống thì lấy mắt nhìn nhau hồi hộp, còn đại chúng cũng chăm chú nhìn, họ khao với nhau: ông ta là gia trưởng Chí Tá, ông ta là gia trưởng Chí Tá. Đi đến chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, cư sĩ Chí Tá đi thẳng vào trong vòng hầu quan sáu màu của ngài, rồi sụp xuống đảnh lễ và ôm chân Đức Phật. Ngay trong giây phút đó, hoa trời rơi xuống như mưa, muôn ngàn tiếng chúc mừng xa thú vang dậy. Ông Chí Tá lưu lại bên Đức Phật trong thời gian là một tháng. Còn lúc đó thì mỗi ngày đều có lễ trai tăng ở trong chùa Chetavana, do thiền nam tín nữ cúng dường cho toàn thể các vị tỳ khưu tăng, có Đức Phật tọa chủ. Ông Chí Tá và đoàn tùy tùng của ông cũng được thiết đãi một cách có như nồng hậu, và không có ngày nào mà ông phải đi lấy vật dụng ở trên xe bò của ông. Tức là chư thiên và nhân loại mang tặng phẩm đến trai tăng và đảm đang tất cả mọi việc cúng dường. Đến cuối tháng thì ông Chí Tá vào đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: bạch ngài, con đến đây với mục đích cúng dường, nhưng mà con không lấy được một món gì ở trên xe của con đem ra cúng dường đến ngài và chư tăng, vì đã có chư thiên và nhân loại mang lễ vật đến cúng dường suốt cả một tháng qua. Dù cho con có nán ở lại đây một năm nữa, con cũng không thể cúng dường lễ vật của con được bao giờ. Thì thôi, nay con xin đi về trú xứ. Ngài xin ngài hãy chỉ định chỗ nào cho con chắc hết đồ đạc ở trên xe bò này xuống để trở về với xe không. Đức Phật dạy ngài Ananda: này Ananda, hãy chỉ dỗ cho thiền nam này một cái địa điểm để ông chắc hết cái đồ trên xe bò xuống và trở về với xe không. Đức Phật bảo đại đức Ananda: đại đức vâng lời, chọn một địa điểm thích nghi. Rồi họp chư tăng tụng tuyên ngôn, nhìn nhận cái địa điểm đúng theo luật và tuyên truyền rằng Đức Bổn Sư cho phép chỉ định địa điểm thích hợp là do nơi lời yêu cầu của cư sĩ Chí Tá. Sau khi đem hết đồ đạc ở trên xe bò xuống, ông cư sĩ Chí Tá cùng với 3.000 tùy tùng lên đường trở về xứ. Nhưng mà chư thiên và nhân loại đồng nói rằng nơi vị trí đó, đồng nói như thế này: thưa ngài, chẳng lẽ ngài đi về xe không hay sao? Và họ đem những cái đồ quý giá, thấp bảo, vàng bạc, những cái vũ quý làm quà tặng và chất đầy lên 500 cỗ xe bò.
cư sĩ Chích Tạ đích thân đứng ra phân phát bố thí những tặng phẩm đó cho quần chúng, và cho hết là khi đó mới chịu lên được. Thế vậy, Ngài Ananda đến lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Ngài, trong lúc mà gia chủ Chích Tạ từ nhà đến ý kiến Ngài, ông đã đi suốt tháng, và ở đây ông ta lại trở về, đi một tháng và ở lại đây một tháng, rồi và suốt một cái thời gian đó ông không ngớt nhận những tặng phẩm, ngày nào cũng vậy. Và hôm nay biết tin ông cúng dường hết tặng phẩm trên xe bò trở về xe không, thì chư thiên và nhân loại tại vị trí này đã dâng đến bằng cách: Thưa Ngài, không lẽ là Ngài về xe không hay sao? Rồi đem đồ thất bảo làm quà tặng chất đầy các cái cỗ xe bò cho ông. Và nghe nói rằng ông đã đích thân đứng ra bố thí hết những tặng phẩm đó đến đại chúng, rồi mới chịu đi về. Bạch Ngài, có phải là ông chỉ được cái danh dự như thế trong khi đến hầu Ngài mà thôi, hay là khi đến hầu một vị nào khác ông cũng được như thế? Này Ananda, dầu đến với Như Lai hay đến một vị nào khác thì cái danh dự cũng phát sanh lên cho ông thiền năm này. Quá thật vậy, vì ông là người có đức tin trong sạch và đầy đủ giới hạnh. Người như thế thì đi đến xứ nào cũng được sự tôn vinh của mọi người. Khi nghe như vậy thì Đức Anan bạch xin Đức Phật cho biết cái tiền nghiệp của cái vị cư sĩ Chích Tạ này như thế nào mà hy hữu như thế. Đức Phật mới nói rằng: Chích Tạ từng phát nguyện dưới chân của Đức Phật Bodhumuttara, và sau khi luân hồi lên xuống trong các cái cõi trời và cõi người hết 100.000 đại kiếp, đến thời Đức Phật Kassapa, ông đã sanh vào trong một cái dòng họ thợ săn, và đến tuổi trưởng thành thì ông thành cái nghề săn bắn này. Một hôm trời mưa, ông cầm cái lao đi vào trong rừng để săn thú. Đang nhìn thấy một con nai thì cũng trông thấy một cái vị tỳ khưu đầu trùm yên đang ngồi nơi sườn núi, thì ông nghĩ rằng đây chắc là vị sa môn đang hành sa môn pháp, ta hãy đem cái vật thực này dâng cúng cho Ngài. Rồi ông thợ săn nai đó hối hả trở về nhà, bảo người vợ nhóm lửa lên làm một rồi ông ta coi như lấy những cái thịt mà đã săn hôm qua đó làm vật thực, rồi cùng với cơm. Thì khi mà vật thực đã chín sẵn thì ông thấy vị tỳ khưu khác đang đi chịu bình khắc thực. Ông cũng đã thỉnh bác dọn chỗ ngồi cho các vị này, rồi dặn người nhà lo hộ độ cho các vị tỳ khưu đi khất thực. Còn mình thì lấy cái giỏ đựng cơm, ông đi theo dọc đường hái nhiều thứ hoa đậy trên nắp bát, rồi đi đến ngay cái vị tỳ khưu mà đang ngồi tĩnh tọa dưới trời đông lạnh giá như vậy. Khi đến trước đó thì ông mới quỳ xuống: Bạch Ngài, xin Ngài hãy từ bi tế độ cho con. Rồi ông lấy ông xin phép được rước bình bát sức đầy cơm canh, rồi hai tay dâng đến cho vị và cúng dường luôn những cái hoa tươi mà ông hái ở dọc đường. Rồi khi dâng vật thực xong, ông mới phát nguyện: Dù tâm con thỏa thích trong khi cúng dường bát cơm ngon lành cùng với những cái đóa hoa tươi đẹp như thế này, thì xin cho con tái sanh trong cảnh cõi nào, bất cứ nơi đâu
cũng được hàng nghĩa là hàng ngàn quà tặng đem đến cho con, và có mưa hoa ngũ sắc ở trên trời rơi xuống làm cho tâm của con hoan hỷ thỏa thích cũng như thế nào. Và nhờ tạo thiện nghiệp suốt đời cho đến lúc tuổi thọ ông ta mãn thì được siêu sanh lên thiên giới. Nơi ông sanh ra có hoa trời mưa xuống cao lên đến đầu gối. Bây giờ cũng như cái ngày ông chào đời, lúc ông đến đây, ông cũng được hoa trời rơi xuống đưa đón mừng, rồi được vô số tặng phẩm đem đến dâng biếu, và được bảy vật châu báu rất là thất bảo chất đầy xe bò như thế, là do cái quả phước cúng dường của tiền nghiệp ấy. Và kết thúc thì cái duyên sự này cho chúng ta thấy rằng vì chút si mê muốn đứng đầu trụ trì sứ thâm má nặng lo âu, danh cao chẳng trọn công đành bỏ, chức lớn không toàn lợi miễn thâu, trách kẻ hữu tâm lời nhã nhặn, quên mình vô ý tỉnh câu mâu, nhờ kinh pháp cứu thầy khuyên dứt, diệt ngã hành thâm đắc đạo một. Alo, quý vị còn nghe không? Hay là nói một mình đảm nhãn rồi không ai nghe hết? Nghe ha. Rồi, quý vị nghe mà người, ai là người nghe đầu tiên? Sĩ Thiện Vũ ha. Rồi mới tới Sĩ Nhật Quân. Alo, Sĩ Thiện Vũ. À, nội dung thế này, bây giờ ôn lại ha. Sĩ Thiện Vũ chuẩn bị tinh thần ha. À, làm trụ trì một ngôi chùa, nghĩ rằng mình quyền hành ha. À, giữa chư tăng, giữa Phật tử, tức là tăng và tục, à, mình có một cái quyền, coi như nói ra bắt buộc người ta phải nghe, mình làm sếp mà. À, thì cứ nghĩ rằng mình là coi như cái rốn của vũ trụ, và cái tính cống cao ngã mạn phát sanh. Mình là trụ trì, tại sao một người cư sĩ, một cái người thiền nam mà thỉnh chư tăng trai tăng đệ bác mà không chịu thông qua ý kiến của mình hả? Tại sao không chịu thông qua ý kiến của mình mà thỉnh chư tăng, trong khi đó ngài Sariputta, ngài Moggallana và cả 1000 vị tỳ khưu, vậy mà khi dễ không có trình báo cho mình trước mà đi thỉnh trước rồi mới tới báo cho mình, thỉnh mình sao, quê độ không? À, bắt lỗi. Mà cái chuyện đó là cái vấn đề coi như là có đúng luật hay không. À, mình hoan hỷ thấy cái hạnh của các ngài, nhất là ngài Mahānāma, nghe pháp của ngài và chứng đắc thánh quả. Mà bây giờ mình là một vị thánh hữu học, mà cái vị trụ trì đó là còn phàm nha, sưu thầm á, còn phàm. Vậy thì mình thỉnh 2 ngài thường trú tinh văn và 1000 vị tăng đến đệ bát cúng dường, thì do cái tâm của mình trong sạch, vậy có phạm cái luật nào hay không? Rồi mình đi báo cho vị trụ trì, chứ không phải là không báo. Và ngày mai con làm phước dạy vậy đó, thỉnh ngài quan hỷ, và ngài cũng đi chung với các cái vị đó. Nhưng mà lại nổi khùng lên, nổi bồ đề gai lên. Vậy thì cái trường hợp này Sĩ Thiện Vũ nghĩ sao? Qua cái duyên sự mà chúng tôi đọc hơi dài dài. Rồi, xin có ý kiến ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa Sư, con không có biết về luật của quý vị tỳ kheo, nhưng mà con được nghe Sư dạy từ đầu đến giờ, nghe Sư kể chuyện, thì con nghĩ là ngài Chích Tá, bản thân ngài đã là một bậc thánh tam quả, thì ngài có một cái cách hành xử chắc chắn là rất là đúng
nên là khi mà ngài thỉnh hai vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật rồi cùng với 1.000 vị chư tăng trước rồi mới thỉnh ngài trụ trì, thì con hiểu là ngài tin là ngài làm đúng. Tại vì con thì con nghĩ là đến bậc thánh A-la-hàm rồi thì mọi thứ ngài làm ngài đều biết rất rõ như thế nào là đúng, và không có, dù con không có biết luật nhưng mà con tin là ngài không có phạm cái lỗi là ngài ngã mạn hay là coi thường vị trụ trì gì hết. Dạ đấy là ý của con xin sư dạy cho con hiểu ạ. À, xà thủ sĩ Thiền Vũ, công nhận sĩ Thiền Vũ hay thật nha, cũng biết bán cái rồi chứ. Quý vị thấy sĩ Thiền Vũ hay á, bán cái hả, cái gì sĩ Thà? Ngài đọc tin nhắn của con chưa ạ? Con gửi hình như sư không mở tin nhắn. Mở ạ. Không biết là tin nhắn gửi ở đâu đây, không biết, để coi lại thử xem. Alo, gửi tin nhắn ở đâu, đâu phải gửi trong cái sự sinh hoạt này ha, phải không chị cả? Mà chỉ biết đến theo chị. Alo, chiếc hạ gửi tin nhắn ở đâu? Không có nhận được tin nhắn đó, ở trong điện thoại hay ở đâu vậy? Thôi, trả lời vấn đề đi, chiếc hạ ơi. Gửi trong Phật giáo Nam truyền này hả? Gửi trong Phật giáo Nam truyền. Alo, Phật giáo Nam truyền. Đâu có thấy tin nhắn nào đâu. Rồi. Thôi cái bây giờ một xíu sĩ Hà thắc mắc, cứ nói thẳng đi, trời ơi cái gì phải bí mật làm chi vậy? Bây giờ nói về vấn đề bán cái của sĩ Thiền Vũ nè. Cái này là thực tế nè. Sĩ Thiền Vũ, một người đến với Phật giáo trong cái thời gian rất là ngắn, mà qua sự tinh tấn, qua sự tầm cầu hỏi, có nhiều cái sự thành tựu rất là lớn. Đó là một điều chúng tôi rất hoan hỷ. Quý vị thông cảm nha. Ngày mai là ngày lễ cho nên hôm nay cũng có cái vấn đề coi như chư tăng Phật tử đồ đến chùa, nên hồi nãy giờ quý vị nghe cháu số ha. Đó là những cái vị mà coi như ở trong chùa này tiếp khách rất là nhiệt tình. Nghĩa là vừa tới cổng là thấy báo hiệu liền ha. Rồi quý vị thông cảm. Cái chuyện đó là chuyện ngày mai. Còn bây giờ sĩ Thiền Vũ khi mà hiểu cái vấn đề này thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì cái vị trụ trì này á, nghĩ rằng mình có chức có quyền. Các vị thánh thiên văn, các vị thượng thủ, rồi 1.000 vị tỳ khưu đến cái chú xứ của mình, đến chú xứ của mình, và cái ông cư sĩ này anh đã gặp trước rồi, cho nên mới hoan hỷ với hai vị thượng thủ thanh văn cùng 1.000 chư tăng, cho nên thỉnh các ngài là trai tăng ngày mai để bác cũng ha. Rồi ông ta lịch sự là đến trình báo với cái vị trụ trì và thỉnh vị trụ trì đi nữa tham dự vào ngày mai. Nhưng mà cái anh trụ trì này tự ái, nghĩ rằng tại sao mình trụ trì mà là mời thỉnh sau, thỉnh khách tăng trước. Nhưng mà cái điều mà sĩ Thiền Vũ thắc mắc là khi nào thỉnh các khách tăng mà không thỉnh ông trụ trì á, thì cái vấn đề đó là lỗi của cư sĩ Chitta. Nhưng mà ông cư sĩ Chitta này thỉnh các vị khách tăng rồi khi đến mới trình báo và thỉnh luôn cả ngài trụ trì, như vậy là đúng pháp, như vậy là đúng pháp.
cho nên các ông này bắt lỗi, ông trụ trì này bắt lỗi. Bắt lỗi bằng cách là coi như cái tâm ganh tị nhỏ mọn hẹp hòi ích kỷ, coi như ganh ăn thích ở nổi lên bằng cách rằng được mời thì tao đi, nhưng mà đi làm gì? Tới kiếm lỗi để coi dân cúng cái gì, quốc tịch làm sao. Nhưng mà khi thấy những cái môn ăn thượng vị nghĩa là sang trọng thì ông này ông lại nói khích. Nó thích bằng cách là coi như là dùng cái từ bánh mè. Bánh mè là một cái hình thức mà coi như khi dễ dòng dõi của ông cư sĩ Chí Tá. Và ông cư sĩ Chí Tá này là một vị thánh, thánh hữu học, chứ không phải là phàm nhân như cái vị trụ trì bạch dầu tu ha, cạo đầu, nhưng mà tâm không có cầu đạo, nghĩ toàn cái chuyện thánh tỷ không à. Cho nên còn phàm phu tục tử, mà phàm phu tục tử mà gặp một cái vị thánh nhân hả, mà không biết tôn trọng, con đường đi xuống nó nhanh hơn là đi lên. Bởi vì xúc phạm đến một vị thánh, dù là cư sĩ. Và chủ trì này tức quá, thôi tao không ở đây nữa. Cái đất này, ngôi chùa này do ngươi thành lập rồi, nhưng mà bây giờ phiền não, không thích ở đây nữa. Ngươi coi thường ta, tỉnh tăng trước rồi mới mời ta sau. Vậy thì ta bỏ đây tông để mở nên ta đi. Thì vị chủ trì ông cư sĩ Chí Tá thì bạch ngài, ngài hãy nghĩ lại. Xin ngài quan đi, ngài hãy nghĩ lại. Nghĩ lại đây có nghĩa là coi cái việc làm của mình đúng hay là sai. Nhưng mà anh kia cố chấp, anh kia cố chấp cho rằng mình đúng, mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng mà cái việc này Đức Phật ngài sẽ binh ta, ngài sẽ thương ta, bởi vì ta là người xuất gia, còn anh kia là cư sĩ, chắc chắn là Đức Phật binh ta và ta sẽ đúng. Ai ngờ Đức Phật biết anh này ngã mạng cũng cao rồi, bảo thôi về xin lỗi đi là sống thôi. Thì nghe lời Đức Phật về xin lỗi, nhưng mà cái miệng nói là xin lỗi nhưng mà tâm không phục. Ông kia không chấp nhận, cư sĩ mà ngon lành nữa, xin lỗi nhưng mà ông kia không chấp nhận. Ngài có lỗi, ngài phải biết cái lỗi của ngài, không có xin gì hết đó. Quê đổ ha. Rồi về trình với Đức Phật tiếp. Đức Phật khi đó mới phái một vị tỳ kheo đi chung với cái vị trụ trì Sô Tầm ha, để chỉ cách để công cư sĩ kia chấp nhận. Và thế là tâm phục khẩu phục. Ông này cảm thấy đi một đường dài như vậy mà trút bước, thì bây giờ đi lại cái lần thứ hai cùng với một vị tỳ kheo và thành công. Và thành công sau khi mà ông cư sĩ Chí Tá đã chấp nhận là coi như là xá lỗi cho cái ông trụ trì Sô Tầm Ma này, thì cái vị trụ trì này mới quán lại những cái lời dạy của Đức Phật, bảo mình xin lỗi. Khi quán lại thì thấy rằng mình lỗi thiệt chứ không phải lỗi giả. Mà thấy rằng chính cái lời giáo huấn của Đức Phật là một cái đề tài để suy ngẫm và phát triển về tuệ quán, thiền quán, và ông đã chứng đắc thánh quả A-la-hán ngay trong khi đó. Quý vị thấy cái điều này là một cái điều tuyệt vời ha. Rồi sa tu xin thiền vũ. Rồi, alo, Sikha ơi, hồi nãy có nói nhắn cái gì đó, bây giờ nói thẳng ra luôn đi. Mất cỡ làm gì mà phải nhắn đồ gì, mà bây giờ tìm ra đi nhắn, tìm không có. Alo, Sikha. Bàn tay đâu rồi? Sikha ơi, chạy đâu mất tiêu rồi. Đưa bàn tay lên chứ.
có đưa tay mới thấy chứ còn nói ngã chấp mà cứ ngã té nè. Ai rồi 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 thấy rồi ha. Dạ Nam Mô Bích Thầy, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sàng Khai. Dạ con kính ảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tông Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ. Dạ con kính chào Đạo Tràng. Dạ Ngài là con quýnh quán luôn. Dạ con tại vì cái nick của Ngài thường thì con gửi tin nhắn được, sao lần này con gửi thì nói là không có mở ra cho mọi người. Thành ra con không có nhắn được, nhưng mà thôi để con, tại vì con cũng không có muốn lên đây nó cũng hơi ngoài lề cái chuyện học, thành ra con không có dám để lên. Dạ không có chi thưa Ngài, tại vì tụi con thì mỗi tháng cũng có gửi tịnh tài về đó, thì thành ra sẵn cái lễ Katina đó thì tụi con cũng có nhà ý là mua y, thì châu là chiếc lá mùa xuân á sẽ gửi tịnh tài sao, tại vì con cũng sợ là không kịp, tại vì Châu cũng đang trên đường đi qua Thích Ca Tiền Viện để dự cái lễ Katina ở bên Thích Ca Tiền Viện ở Cali của Ngài Kim Triệu đang nhập hạ đó đó, ra hạ chứ không vậy, con đã nói đã ra hạ, thành ra sợ không có nhắn kịp, mà con biết là ngày mai là lễ Katina ở chùa Ngọc Đạt nên con chỉ có nhắn với Ngài như vậy trước rồi cái tịnh tài nó được sẽ được chuyển sang. Dạ dạ như vậy thôi thưa Ngài ơi, con trả máy lại. Sa thủ sa thủ Sĩ Khà, bởi vì trong cái danh sách á thì không có đưa cái tên của Sĩ Khà vô trong danh sách. Khi kiểm tra lại thì bây giờ coi như Sĩ Khà có thể coi như liên lạc thoải mái ha. Bởi vì khi mà đưa vô trong danh sách mà quý vị có trôi nổi có lạc ở bên ngoài á, khi mà sinh hoạt thì chúng tôi có thể kéo quý vị vào trong room, hoặc là quý vị trục trặc cái gì đó thì chúng tôi có thể kéo. Thì bây giờ Sĩ Khà thông thoáng rồi, có thể vì em cái gì cũng chuyện nhỏ nhỏ nội bộ, muốn nói gì thì cũng dễ thân mật hơn. Còn cái vấn đề mà vừa rồi Sĩ Khà nói trên đạo tràng, chúng tôi cũng hơi quê ha. Bởi vì sao? Chúng tôi với lại Nguyên Trang ha, nói chung là cái hội chúng của Nguyên Trang á, thì chúng tôi cũng có tham gia trong đó, trong các thiện sự. Những cái ngôi chùa này, những cái thiện sự kia ở Myanmar hoặc là bất cứ ở chỗ nào, chỗ Ngài Kim Triệu hoặc là trong các cái trường thiền thì chúng tôi cũng có tham gia trong đó, không ít thì nhiều, chút chút thôi, gọi là khích lệ cho quý vị để chúng ta tạo thiện pháp. Rồi vừa rồi chúng tôi cũng tìm ra một cái đường dây nữa là bên Bangladesh, do Siết Lộc coi như có thể đại diện trực và có thể trực tiếp gặp các ngài ở bên đó, mà các vị ở bên đó là tu đầu đà tu ở trong rừng nhiều hơn. Các vị tu rất là nguyên mật, rất là nghiêm trang. Và ngày mai chúng tôi sẽ gặp cô Lộc đó để có được một đường hướng để chúng ta coi như có thể từ bên Siết Nguyên Trang là một, bên Cô Lộc này là hai, chúng ta tạo những cái phước duyên, không phải là mình tu cho chính mình mà mình còn có thể tạo những cái sự an vui đến những người khác, mà đó là những phước điện người ta tu tập. Trong cái sự tu mà còn tập nữa, tu mà đi sâu vào cái vấn đề mà giáo pháp, thì giáo pháp của Đức Phật nói gì? Chỉ có cái vấn đề mà học và hành. Chúng ta học để mà hiểu, hiểu để mà hành. Thì bây giờ người hành tức là họ đã hiểu về giáo pháp, mà hiểu về giáo pháp thì chỉ có một con đường, thấy cái khổ,
tìm cái nguyên nhân của cái khổ. Và khổ và nguyên nhân của khổ thì trong rừng, trong núi họ đã cọ sát trong đó rồi, họ đã trải nghiệm trong đó rồi. Thì chúng ta chỉ là những người trợ duyên, có thể dùng một cái từ như Ngài Liễu Tông nói là đi móc túi, nhưng mà đây không phải móc túi, mà chúng ta trợ duyên trong cái sự thực hành. Họ đạt được sự an vui thì họ cũng chia sẻ cho mình một phần nào, tức là kẻ cơm người cháo ha, kẻ cơm người cháo. Chứ bây giờ chúng ta tu tập mà không có sự trợ duyên thì chắc chắn rằng nửa đường gãy gánh. 500 vị tỳ kheo mùa trong rừng đã tu mà bị ma nó nhát ha, bị ma nhát. Mà chúng ta có được cái bậc kinh từ bi Karani ha, thì bây giờ khi mà thuộc cái bậc kinh Karani rồi, chúng ta thực hành, chúng ta đọc tụng, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của bậc kinh đó, đi sâu vào đó, thì quý vị thấy là các quý vị chư thiền đã theo hộ trì, các vị chư thiền theo hộ trì, mà các ngài mà ở trong rừng Đầu Đà, các ngài thực hành giáo pháp của bậc đạo sư, chúng ta cũng đang học, không có cơ hội để thực hành. Tại sao chúng ta không hỗ trợ? Tại sao chúng ta không hỗ trợ? Đó là thiện thiện pháp mà. Cho nên quý vị quan nghĩ ha, thấy việc thiện ở đâu, dầu là chuyện nhỏ chuyện lớn, chúng ta tham gia được thì cứ tham gia. Sa thú Sikha đã PM cho chúng tôi, và chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi rất là hoan hỷ với thiện sự mà quý vị đã tạo ra. Sa thú Sikha. Thì chúng tôi nghĩa là mặc dù ở Việt Nam cái chùa mang tên là Ngọc Đạt, nhưng mà thật sự đâu có ngạc độc. Chúng tôi vẫn mở rộng bàn tay. Sika Meta năm nay làm thí chủ tại Ngọc Đạt, được sự hỗ trợ trong cái room này. Nói chung là trong room này vị nào cũng có vẻ hoan hỷ với Sika Meta, và không ít thì nhiều đóng góp rất là nhiều trong cái đại lễ dân y các thiên á này. Chính vì vậy mà năm nay chúng tôi lại tăng thêm phần quà, mỗi năm chỉ có 100 phần quà, năm 50 phần quà nữa, 150 phần quà. Và đã thỉnh được một số y để cho các vị tham gia, để mà coi như đi nhiễu Phật ha. Rất là tuyệt vời hôm nay. Rồi bây giờ xin nhường mic lại cho quý vị. Chúng tôi có công việc ha. Rồi alo, ai cầm mic giùm đi. Chị Hà ơi, đã nhận được VM rồi ha. Rồi mời chị Nhật Quỳnh ha. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã từ bi giảng dạy như sự câu pháp quốc kinh số 73-74 và cho những ý kiến về cái dương sự này. Nhà chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nhà cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Pháp Môn Lào Cai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhà cảm ơn Thiện Vũ. Pháp Môn Lào Cai ơi, đồng hồ của Nhật Quỳnh còn 10 phút. Đúng là giờ này thì là giờ chia sẻ, nhưng mà Nhật Quỳnh mạng phép đi, và mạng phép Ngài đi, Ngài đi bắn rồi, Ngài đi ra lo công việc dưới đất rồi. Nên Nhật Quỳnh mời Pháp Nguồn Lào Cai nè, Hà nè hả, ồ Hà nè, Xu Khá Anh Đúc Khá nè, trả bài đi. Tại vì hôm nay mình trả bài hai câu pháp cú 73 và 74, nên quý vị quan hệ lên trả bài đi. Ít nhiều về mình đọc bài, tâm mình lúc đó cũng rất là vững vàng trong bài học. Tại vì nếu mà mình bị chi phối là mình không bao giờ đọc bài đúng đâu quý vị. Nên là yên tâm trả bài, là mình đã tạo được tiếng pháp. Ngài có ra Nhật Quỳnh chịu đó. Ngồi mời quý vị nha, quý nào trả bài lên cứ việc trả bài, Nhật Quỳnh bớt bài ra. Mời nha. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ, con
con xin trả bài cô khỏi phố sinh như nãy con có chụp hình con kéo nó ra. Dạ, câu pháp cú 73. A sằng tằng phà hoa nằng ít chề giá bú rắc khà rằm cha phích khu su a xà xề su cha ít xà ri dằng phù cha ba ra cú lề su cha. Dạ, con đọc lại. A sằng tằng phà hoa nằng ít chày giá bu rề, bu rắc khà rành cha phích khu su a xà xề su cha ít xà ri dằn bù cha ba ra khu lề su cha. Ưa danh không tương xứng, không ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tỉnh ác, muốn mọi người kính lễ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc lại câu 74. Ma mê quá cách tăng mạnh nhành tú trì hì bách ba bách chi tà úp bồ. Ma mê quá tí quá xa á su kích trà kích chê su kích mi chi y tí bà lá xa sẵn cấp bồ y trà mà nô chá quách tha tí. Ma mê quá cách tăng mạnh nhành tu trì hì ba bách chi tà úp bồ. Ma mê quá tí quá xa á su kích trà kích chê su kích ni chi y tí bà lá xa sẵn cấp bồ y trà mà nô chá quách tha tí. Mong cả hai tăng tục rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta, người ngu nghĩ như vậy dục và mạnh tăng trưởng. Dạ, con có sai đạo tràng chỉnh sửa giùm con đọc cũng hơi vấp cát. Dạ, con xin cảm mất lại. Alo. Dạ, con cảm ơn cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Con chào cái cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, lúc nãy con đang ở dưới con nghe cô Nhật Huỳnh gọi con. Giờ con lên con xin đọc hai câu pháp cú số 73 và 74. Át san tăng phà hoa lâm mít chầy giáp phú rê khà rằm chắp phích khu sụ à hoa xê sụ chạy ít sát dít rằng bù chẳng paraku lê sụ cha asan tang pha walamik chay zapurika dan chapik kusu awase sucha itsazi zang pu chang parakule sucha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã, con xin đọc câu kinh pháp cú số 74. Mami wakatang man nhan tu vi hi pap pat chi ta u phu bát mi wa ti vát sa as su kích cha kích chê su kích mi chi
mâm mì quốc cách tầng mần nhằn tu ghi hì bắp bắp chì tà úc phùm mâm mì quà tí quá xà át su kích chà kích chê su kích mi tí. Tip ba lassa sang kapu picha malu chawat tati mami wakatang man nyan tuhi papachi taufo mami wati wasa asukicha kiche sukismi kitmiti itipa las sasang kapu ikcha malo chawat thathi. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là bạn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Mắt con nhìn kém quá, chữ con nhìn không rõ lắm ạ. Dạ, con mong đạo tràng thông cảm ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, thời gian còn ít quá nên cho con xin phép con được đọc luôn ạ. Dạ. Con xin cả nhà hoan hỷ cho con nhé. Con đọc kinh câu Pháp Cú 33 và 34 ạ. Dạ. A san tam ba wa wan ich che ya pu re kha yang cha bik ku su a wa se su cha is sa ji yang bu cha para ku le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ. A sa tăng pa wa wan ích chế gia pu re ka ranh cha bích khu su a wa se su cha y sa ri yang Ucha para kule su cha. Dạ, con xin đọc bài câu 74 ạ. Ma me wa ka tang nhan nhan tu ghi ghi pa 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 chi ta u po ma me wa ti wa sa a su kích cha kích chê su kích mít chi kích mi chi sit iti ba la sa ka sa san kapo icha mano cha wa tha ti ma me wa ka tang mang nhan tu ghi hi ba ba chi ta upo ma me wa ti wa sa asu kích cha kích chế su kích mít chi ít tí bà la sa san cáp bộ ít cha mà nô cha qua tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạn tăng trưởng. Mà mẹ qua ca tặng nhanh nhanh tu ghi hi ba ba cha chi ta u po mà mẹ qua ti qua sa a su ke cha ke che su ke minh chi i ti ba la sa a ca po
Ichamano cha wa tha ti. Dạ, con xin hết ạ. Con xin được xuống mic. Cảm ơn tất cả đạo tràng ạ. Xa thủ, kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, Xu Khá, Anh Đức Khá. Dạ, cảm ơn quý vị. Không có sao hết á, nhà đi vắng rồi. Nên là Nhật Quỳnh lòng hành chút xíu thôi. Nên mời quý vị trả bài, tại lâu lắm rồi Xu Khá cũng không có trả bài. Còn Pháp Nguồn Lào Cai thì vào trễ cũng không được đọc bài, nên cứ tự nhiên. Cứ tự nhiên, đừng lo vậy hết. Dạ, Nhật Quỳnh xin thông báo một chuyện nữa nha quý vị. Có người hỏi Nhật Quỳnh là ngày mai là ngày lễ Gia Nghi Khắc Thi Ná ở chùa Ngọc Đạt, chị Metta là thí chủ, Rung có sinh hoạt không? Thì Nhật Quỳnh xin thông báo là ngài nói vẫn sinh hoạt bình thường, chuyện dưới đất thì dưới đất, trên trời là trên trời, không có dính dáng gì hết, không có nghĩ gì hết. Nghe quý vị, ngài nói như vậy. Chùa dưới đất thì có chuyện chùa dưới đất, thì chùa trên trời có chuyện chùa trên trời, không có phải gì dưới đất mà trên trời phải nghĩ, tại vì trên trời này là chư thiên rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con xin phép được hội hướng cước. Nằm lại đồng được mà Nhật Quỳnh mà đọc mà điện thoại với Xu Khá thì Nhật Quỳnh khỏi đọc luôn á. Xu Khá vậy là quá giỏi rồi đó, đừng có lo. Dạ, yên tâm đi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con xin phép quý ngài và đạo tràng cho con hồi hướng quả phước đã tạo ngày hôm nay, ngài Chí Đức Phật rồi. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bình dưỡng lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư trung đức pháp thể sinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điệu nhau cả thảy. Y đăng buôn nhăn nếp ba nát sát mát chê dơ hồ túc. Y đăng buôn nhăn nếp ba nát sát mát chê dơ hồ túc. Y đăng buôn nhăn nếp ba nát sát mát chê dơ hồ túc. Một lần nữa, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư công đức. Nhất là ngài Chí Đức, quý ngài đã quang lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kể kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Chí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp.